Chiều ngày 6 tháng 10, đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, thành viên Ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện chỉ thị 10 và nghị quyết 28 dự sinh hoạt tri bộ cơ quan phường quán chữ. Tri bộ cơ quan phường quán chữ có 19 đảng viên, trong tháng 9, chi ủy chỉ đạo kiện toàn ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn, các nhiệm vụ được lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt như gia quân lập lại trật tự đường hè, thu ngân sách, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gian toàn phòng cháy chữa cháy, ra soát nguồn tuyển quân, chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, triển khai bình xét tổ dân phố, gia đình văn hóa. Công đoàn cơ quan phường tổ chức vui Tết Trung thu tặng quà con cán bộ đoàn viên. Tháng 10, tri bộ cơ quan phường quán chữ xác định tiếp tục thực hiện công tác giáo dục tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, diễn tập chiến đấu phòng thủ, đồng thời chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi sinh hoạt tri bộ cơ quan phường quán chữ, đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, ủy viên quận ủy, chủ tịch liên đoàn lao động quận, ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung sinh hoạt tri bộ cũng như tinh thần tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tri bộ tháng 9 cũng như nhiệm vụ đề ra trong tháng 10. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đề nghị trong các buổi sinh hoạt tri bộ, các đảng viên trẻ cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhiều hơn, tri bộ cơ quan phường tiếp tục tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.